bóp muối cho nó tanh, tí bóp gừng mà nó hết cái nhân. Đừng xả này, ta thế này. Cho ít hạt lêm. Hạt lêm. Đấy này. Hạt lêm cho nó ngọt này. Cho hạt tiêu à, thơm. Không cay đâu, kiểu cay. Thôi thôi thôi. Cho rắc cái kiểu như rắc. Cho tiêu à. Sắp tế. Ướp. Được rồi. Mặt đêm mặt tiêu sắp tế. Chất gà mẫm nhá. Đây con này lấy một lò lò một cái trên gừng xả ớt bây giờ đi nhóm than. Tao sợ cái này nó thấp. Mẹ đây.